Dạ em hôm nay thu hoạch dương dừa đấy ạ. Đuông hàng chọn hôm nay to đẹp lắm mọi người. Đuông này làm giống và ăn đẹp tuyệt vời luôn nhá. Con rất là to đẹp luôn. Mong lanh luôn nhá. Để nó bò xuống nó ăn tiếp đi. Nó hết thức ăn rồi nên là em làm ít thức ăn quá, bây giờ em phải làm thêm thức ăn để đổ sang chậu này cho nó ăn thêm để nó nhanh to. Béo lắm rồi. Bự.